đậu gà bà con. Bà con ta biết hết đậu gà, đúng bà con. Đậu gà nó rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà không phải ai ăn cũng được. Có một số người, có một số bệnh thế này, vui lòng đừng ăn đậu gà để cho nó tốt cho căn bệnh của mình và nó tốt cho sức khỏe của mình. Đó là những người không ăn được để cho nó tốt cho đậu gà. Đó cũng có chỗ nơi người ta gọi là đổ gà. Đổ gà hay đậu gà cũng là một thôi. Là những người đang bị bệnh tiêu hóa, viêm đại tràng, viêm túi thừa tắc ruột, mãn tính, hội chứng kích thích, trào ngược dạ dày, tiền sử dị ứng, nổi hạt, nổi mề đay, ngứa, đau bụng, bệnh thận, là vui lòng đừng ăn đậu gà hay đổ gà nha bà con. Là những người có đang có bệnh tiêu hóa, viêm đại tràng, viêm túi thừa, tắc ruột, mãn tính, hội chứng kích thích, trào ngược dạ dày, tiền sử dị ứng, nổi hạt, nổi mề đay, ngứa, đau bụng, thận, đổ gà hay đậu gà nó tốt, là nó rất tốt cho sức khỏe, nó tốt cho tim mạch này, nó tốt cho tiểu đường này, tốt cho giảm cân, ung thư, tiêu hóa, tăng cường sức khỏe, giảm viêm đó bà con ha, giảm viêm. Rồi còn nữa là giảm cân, giảm viêm, giảm cân, kiểm soát lượng đường trong máu, giảm huyết áp, tốt cho xương, tốt cho khớp. Nhưng mà không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được. Tốt một ngày chúng ta ăn 100g, không quá 100g. Một ngày ăn không quá 100g một ngày, ăn 6 ngày liền thì phải nghỉ một ngày nha bà con. Bà con chú ý để cho nó tốt và tốt cho sức khỏe của mình. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào 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 nào, sao chuyện xin chào.